Kính thưa chủ tọa, kỳ họp kính thưa Quốc hội, tôi tán thành nội dung báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề 3 chương trình mục tiêu quốc gia và nhất trí với nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu trước tôi. Qua giám sát tại cơ sở và ý kiến của cử tri, tôi xin có một số ý kiến như sau. Nhất, về bộ máy chỉ đạo tổ chức thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia từ trung ương đến địa phương đã phát huy nhiều bước đầu trong hoạt động điều hành, điều phối, đảm bảo các chương trình được triển khai thống nhất, đồng bộ. Tuy nhiên, bộ máy cơ quan tham mưu chủ trì tổ chức thực hiện chương trình chưa thực sự được đồng bộ tại các cấp. Nhiều địa phương chưa tổ chức thực hiện công tác dân tộc cấp huyện, phòng chuyên trách, phòng dân tộc. Biên chế làm công tác dân tộc mỏng, hầu hết các xã, thị trấn không được bố trí cán bộ chuyên trách tham mưu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, mà phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, thường xuyên thay đổi vị trí công tác, dẫn đến bất cập khó khăn trong công việc hoàn thiện và thành lập tham mưu giúp việc cho ban chỉ đạo các cấp và hoàn thiện. Vì vậy, tôi đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo thống nhất bộ máy tổ chức quản lý chương trình từ trung ương đến địa phương, đảm bảo vận hành hiệu quả, nhất là việc bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đối với cấp xã, cấp trực tiếp triển khai chương trình, đưa chương trình tới người dân. Thứ hai, lập và giao kế hoạch, danh mục đầu tư công giai đoạn hàng năm và tại điều 67 của Nghị định 38 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh danh mục chi tiết công trình, kế hoạch đầu tư công giai đoạn hàng năm và tạo tính chủ động cho địa phương. Nghị định số 38 đã bổ sung phân cấp Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục đầu tư dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư trung hạn và hàng năm trong giai đoạn 5 năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Như vậy, việc lập và giao kế hoạch danh mục đầu tư công giai đoạn hàng năm và theo quy định trên phải trình Ủy ban nhân dân cung cấp quyết định điều chỉnh danh mục dự án. Tuy nhiên, trong thực tế, danh mục các dự án thuộc chương trình với đặc thù đa số là các dự án nhỏ, quy mô không phức tạp, số lượng danh mục dự án rất lớn, thực tiễn trong quá trình triển khai thi công công trình ở cấp xã dễ có sự thay đổi và phát sinh cần điều chỉnh bổ sung danh mục. Do đó, việc quy định phải trình Ủy ban nhân dân cung cấp quyết định điều chỉnh dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, giảm linh hoạt chủ động trong điều kiện thực hiện. Vì vậy, tôi kiến nghị cho phép địa phương phân bổ giao dự kiến tổng nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, chưa bắt buộc giao tên danh mục, quy mô dự án cụ thể. Ba là việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm theo từng lĩnh vực, theo dự án, tiểu dự án thành phần từ trung ương đến địa phương, tuy theo đúng quy định của luật đầu tư ngân sách, nhưng trong thực tế thì đây là một trong những điểm vướng mắc nhất. Các địa phương thiếu tính chủ động trong việc lồng ghép nguồn vốn, điều chỉnh dự toán linh hoạt, chưa thể sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Tôi kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét ngân sách năm 2024, Trung ương giao tổng thể kế hoạch vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia, không giao dự toán chi tiết từng dự án và nguồn vốn theo từng dự án, lĩnh vực cụ thể để các địa phương chủ động trong triển khai thực hiện, đảm bảo sự sử dụng nguồn vốn lực có hiệu quả, giải ngân đúng kế hoạch và tiến độ hàng năm. Kính thưa Quốc hội, năm 2023 triển khai chương trình mục tiêu quốc gia trong bối cảnh hệ thống cơ chế chính sách văn bản hướng dẫn được hoàn thiện. Tôi chỉ tính từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, các văn bản hướng dẫn mới hoàn thiện, cơ bản khó khăn vướng mắc mới được giải quyết, một số nội dung có cơ sở để thực hiện. Trong đó có một số nội dung tiếp tục được phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để phê duyệt theo Nghị định số 38, dẫn đến trong thời gian nghiên cứu ban hành nghị quyết, điển hình như phân cấp cho Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thôn thuộc đối tượng đầu tư của tiểu dự án 1, dự án 9, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030. Vì vậy, tôi kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét và kéo dài thời gian thanh toán sự nghiệp vốn đầu tư năm 2023, cả vốn năm 2022 chưa giải ngân hết, chuyển sang tiếp tục thực hiện đến hết năm 2024.
Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.